Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Mai lại chia sẻ về công việc của mình nè. Mình xin chia sẻ business này là gì? Sản phẩm business này bán là sản phẩm gì? Business này là một platform kinh doanh theo phương thức kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ và hệ thống tự động Sales Automation System do hai founder đồng sáng lập, có trụ sở tại Canada. Business này sử dụng phương thức affiliate marketing, tức là tiếp thị liên kết để phân phối dịch vụ của các nhà sản xuất ra thị trường. Còn sản phẩm thì các sản phẩm được lựa chọn để phân phối thông qua cái platform bán hàng tự động này á, bao gồm sản phẩm vật lý, tức là sản phẩm hữu hình và cả sản phẩm dịch vụ đã được người tiêu dùng trên khắp thế giới đón nhận và sử dụng với lịch sử hình thành lâu đời và phát triển gần 50 năm ở khắp các quốc gia. Mặc dù những cái sản phẩm và dịch vụ trên rất chất lượng và có lịch sử hình thành lâu đời, nhưng công việc của mình trong cái business này không phải là đi bán từng sản phẩm, từng cái dịch vụ đó, mà đó chỉ là một trong năm yếu tố cấu thành toàn bộ mô hình digital business này. Tức là khi chúng ta trở thành một business owner, sẽ được cung cấp cho chúng ta một giải pháp tổng thể giúp chúng ta thành lập và vận hành doanh nghiệp kỹ thuật số riêng cho chính mình. Giải pháp đó bao gồm năm yếu tố. Một, nó có một hệ thống tự động, hệ thống Sales Automation System hoạt động ở background 24/7, bất kể ngày đêm, kể khi chúng ta bận rộn chăm sóc con, học hành, đi du lịch, đi chơi bạn bè, khi đang làm công việc full time, hệ thống này tự động làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng tiềm năng cho chúng ta và chuyển đổi họ thành người mua hàng, không đòi hỏi mình trực tiếp đứng ra bán hàng nè, hay đưa những sản phẩm lên cái trang cá nhân của mình để bán một cái sản phẩm cụ thể. Mình thấy nó rất là tuyệt vời, bởi vì nhiều bạn không thích bán hàng nè, ngại bán hàng nè, không muốn chào hàng đến bạn bè hay bất cứ người thân nào, đúng không? Với cái hệ thống tự động này, chúng ta không cần chào mời người thân. Chúng ta sử dụng cái công nghệ bán hàng tự động thu hút tiếp cận người mua hàng đến từ các quốc gia trên thế giới. Thứ hai là nó cung cấp cho chúng ta một training site online hướng dẫn cho chúng ta từng chi tiết một, và chúng ta học từng bước theo cái training site để vận dụng vào marketing cho doanh nghiệp kỹ thuật số của mình. Nó có những cái video ngắn từ 3 đến 5 phút và mình chỉ cần làm theo hướng dẫn từng bước đó, step by step, để vận hành business này đến trọn đời. Thứ ba là nó cung cấp cho chúng ta một mentor và coach cùng song hành với mình trong suốt quá trình vận hành business. Khi mình có bất kỳ một khó khăn nào trong quá trình vận hành, mentor và coach sẽ hướng dẫn cho mình để mình đi thuận lợi hơn. Thứ bốn là nó có một cái community, một cộng đồng rất là lớn, đông đảo ở khắp các quốc gia trên thế giới, từ Mỹ, Úc, Canada, Việt Nam, New Zealand, Thụy Sĩ, nhiều màu da, nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau, nhưng họ đều sử dụng chung một cái platform kinh doanh của cái mô hình kỹ thuật số này. Mọi người luôn nhiệt tình hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như các bạn tham gia vào, các bạn sẽ thấy được cái sức mạnh của cái cộng đồng này. Thứ năm nữa là họ có một cái sản phẩm rất là chất lượng, được hình thành lâu đời trên thị trường toàn cầu. Các bạn hình dung như là các bạn được cung cấp một cái combo tổng thể, một cái mô hình kinh doanh tổng thể. Nó có quy trình vận hành nè, công cụ vận hành nè, chương trình đào tạo nè,
có người hướng dẫn, có sản phẩm. Việc của chúng ta là bê nguyên cái hệ thống đó về để run cái business của mình dưới tên của mình và dưới cái thương hiệu của mình. Mình hy vọng sau cái buổi chia sẻ này, các bạn sẽ hiểu được bức tranh tổng thể về công việc digital business này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình. Hẹn gặp các bạn ở lần sau. Bye!